Toyota Cross, đây là chiếc xe Cross phiên bản 1.8V màu trắng ngọc trai rất là đẹp đang đứng trên bên đây. Và chiếc xe này của năm 2023 chúng ta đã được nâng cấp thêm option mới, và cùng với đó thì mức giá bán dành cho đầu tháng 11 này của chúng ta đang rất là hấp dẫn, nên chúng ta sẽ có được một chiếc xe Cross với mức giá cực kỳ tuyệt vời cho tháng 10 này luôn. Và đầu tháng 11 thì chương trình khuyến mãi lại càng hấp dẫn hơn khi khách hàng mua xe và đặt hàng cho đầu tháng 11. Thì những khách hàng nào mà đang muốn quan tâm về giá xe Toyota Cross phiên bản 1.8V này đang được giảm giá lên tới 40 triệu đồng, thì quý anh chị hãy cùng em Vinh xem hết video này để biết chi tiết hơn về những trang bị trên xe và cùng với đó là mức giá lăn bánh cụ thể của mẫu xe Cross phiên bản 1.8V này nha. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và muốn đăng ký kênh để anh xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vinh. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào đầu tiên, đó chính là những trang bị trên xe. Về phần mức giá em Vinh sẽ báo chi tiết với quý anh chị ở phần cuối video nha. Thì chúng ta có thể thấy được form dáng Cross thì không thể nào mà bàn cãi, đây là một chiếc xe SUV đô thị gầm cao đó, nó cho chúng ta một cái hơi hướng hiện đại khi chúng ta nhìn ngay từ phần đầu xe. Và chiếc xe này của chúng ta luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Và đây là chiếc Cross bản 1.8V được trang bị với hệ thống đèn chiếu sáng phía trước, được trang bị là bóng đèn bi LED cho ra cường độ ánh sáng rất là cao, và trong cụm đèn này cũng tích hợp rất là nhiều tính năng như là tự động điều chỉnh góc chiếu, cùng với đó là đèn pha thích ứng thông minh AHB, và cùng với đó nữa là đèn tự động bật tắt đều sẽ được trang bị trên chiếc Cross bản 1.8V này nha. Đó, phía trong thì chúng ta cũng sẽ được tích hợp một cái giải LED lay light và một cái đèn xi nhan đều là dạng LED hết nha. Bóng đèn chiếu sáng phía trước full LED. Tiến xuống phía dưới, chúng ta sẽ được trang bị một cặp cảm biến góc trước để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc Cross này một cách dễ dàng hơn trong môi trường đô thị. Và phía ngoài sẽ có một cái thanh trang trí mạc chrome tạo điểm nhấn ở phần đầu xe. Tiến dần xuống phía dưới đây thì quý vị có thể quan sát được, đó chính là cái đèn sương mù của chúng ta cũng sẽ được trang bị là bóng đèn LED luôn. Và cùng với đó thì hệ thống đèn này sẽ bổ trợ thêm cho bóng đèn chiếu sáng ở phía trên của chúng ta, để chiếc xe của chúng ta vận hành và di chuyển vào ban đêm một cách dễ dàng hơn đối với mẫu xe Cross bản 1.8V này. Và phía trong chúng ta sẽ thấy được mặt một mặt lưới tán nhiệt được thiết kế dạng kim cương đó, tạo điểm nhấn cho cái phần đầu xe. Một thanh trang trí mạ chrome để chúng ta dễ dàng nhận biết chiếc Cross bản 1.8V này hơn. Logo thì sẽ được tráng gương và tích hợp radar có an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo lật làn đường và cảnh báo tiền va chạm. Hệ thống cam 360 rất là đầy đủ cho phần đầu xe để chúng ta có đầy đủ những cái tiện nghi, những hệ thống an toàn để giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc Cross bản 1.8V này một cách dễ dàng hơn. Đó là về phần đầu xe. Về phần hông xe thì chúng ta có được cái gì? Một chiếc xe SUV đương nhiên khi chúng ta nhìn qua phần hông xe sẽ có được một sự hầm hố khi chúng ta nhìn từ phần hông xe. Khoảng sáng gầm xe tốt sẽ giúp chúng ta lưu thông một cách dễ dàng hơn trong môi trường đô thị. Leo lề hay là đường ở Sài Gòn có ngập nước một chút xíu thì chúng ta không quá đáng ngại với chiếc Cross này. Mâm bánh xe thì sẽ được trang bị là mâm đúc phay xước với kích thước là 18 inch trên phiên bản này. Vỏ sử dụng mỏ Michelin nên cho chúng ta một cái sự êm ái và giảm độ ồn rất là nhiều. Thắng thắng đĩa bung bánh đó cho chúng ta tần suất phanh chính xác hơn và tản nhiệt tốt hơn. Và thắng này thì sẽ là thắng đĩa có dạng thông gió nha, chứ không phải đĩa đặc nha quý chị nha. Nó sẽ giúp cho chúng ta tản nhiệt tốt hơn so với cái mẫu mà đĩa là đĩa đặc nha quý chị. Đó. Trên đây thì chúng ta sẽ có được một cái ốp nhựa đen nhám tạo điểm nhấn cho phần hông xe khi chúng ta nhìn ngay phần hông xe đây. Bên đây cũng sẽ có nha quý chị nha. Ốp đen nhám rất là nhiều. Và gương chiếu hậu thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, có tích hợp nèo ré dạng LED trên gương, có chỉnh điện gập điện tự động và cùng với đó là cảnh báo đêm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang đầy đủ cho chiếc Cross này. Hệ thống cam 360. Gương đặt xuống phía dưới đây sẽ giúp chúng ta nhìn một cách dễ dàng hơn ở trên cái chiếc Cross này. Cái góc chữ A này sẽ rộng hơn, đó, quan sát cách dễ dàng hơn. Đó, phía trên đây thì sẽ có đường chân kính nha quý chị nha. Đường chân kính thì nó sẽ được mạ chrome. Đó. Và tay nắm cửa thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, nhưng mà sẽ có tích hợp nút mở cửa ở trên tay nắm cửa để chúng ta ra vào xe một cách dễ dàng hơn chỉ với một chạm thôi. Đó, phía trên đây quý chị có thể thấy được đó chính là cái giá nóc thể thao của chúng ta. Đó, giá nóc thể thao thì giúp chiếc xe chúng ta nhìn ở trường xe hơn khi chúng ta nhìn từ phần hông xe. Đó, em Vinh sẽ cố gắng nói chậm lại một chút nha, vì có một vài khách hàng nói em Vinh nói hơi nhanh. Đó, bởi vì không muốn mất quá nhiều thời gian của quý anh chị nên em sẽ nói hơi nhanh một chút. Nhưng mà từ những video này trở đi thì em sẽ cố gắng nói chậm hơn để chúng ta có thể dễ dàng quan sát và xem video nó không có quá bị dối nha quý anh chị nha. Đó. Về cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc Cross này thì chúng ta sẽ có được một cái mức tiêu hao nhiên liệu cũng khá là hợp lý. Với khối động cơ là 1.8 lít thì chúng ta sẽ có một cái mức tiêu thụ nhiên liệu là 7 lít trên 100 km đối với đường kết hợp. Còn đối với đường trong đô thị là nó chỉ tầm khoảng 9 lít thôi nha quý chị nha. Khá là tiết kiệm cho cái chiếc Cross bản 1.8V này của chúng ta nha. Đó, về tổng quan phần hông xe rất là đẹp đúng không quý chị. Chúng ta sẽ cùng di chuyển ra cái phần đuôi xe để tiếp tục trải nghiệm thêm
về những tính năng và công nghệ trên chiếc xe này. Hiện tại thì kho xe của bên đại lý em hơi chật, lên cái góc nhìn nó sẽ hơi bị hạn hẹp một chút. Rất mong quý chị thông cảm về cái hạn chế này nha quý chị nha. Đó, em vẫn sẽ cố gắng quay thật là chi tiết để chúng ta có thể quan sát và đánh giá được cái chiếc Cross này. Về hệ thống đèn ở phía sau chúng ta có thể thấy được ngay, được trang bị hoàn toàn là bóng LED ở phía sau. Đó, và cái cách thiết kế cũng rất là đẹp, ôm lên cái phần đuôi xe, đó, tạo điểm nhấn cho cái chiếc Cross của chúng ta hơn. Phía trên chúng ta vẫn sẽ được trang bị đèn báo phanh nhận LED trên cao, anten nhận vây cá, xe kính sau gạt mưa phía sau, trang bị đầy đủ trên chiếc Cross bản 1.8V này. Phía dưới đây sẽ có một cái thanh trang trí mạ chrome để tạo điểm nhấn cho cái phần đuôi xe của chúng ta. Về hệ thống an toàn ở phía sau cũng được trang bị rất là đầy đủ, bao gồm 4 cảm biến ở phía sau, 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc, hệ thống cam lùi kết hợp với hệ thống camera 360 độ để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này dễ dàng hơn. Và chưa dừng tại đó, chiếc Cross của chúng ta còn được trang bị thêm cả cốp điện và đá cốp nữa nha. Nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng và vận hành chiếc xe Cross bản 1.8V này của chúng ta. Cốp điện rất là êm nha quý chị nha, lên xuống nhẹ nhàng. Và đây là phần nội thất phía bên trong của cái khoang hành lý của chúng ta. Rất là rộng rãi nha quý chị nha. Đó, toàn bộ rất là rộng rãi luôn. Chúng ta sẽ được chia ra làm hai ngăn, ở phía trên một ngăn. Đó. Chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ để những cái vật dụng nhẹ thôi nha quý chị nha. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ để những cái vật dụng nặng. Đó, rất là rộng rãi. Khoang hành lý này của chúng ta là hơn 400 lít luôn nha quý chị. Phía dưới này chúng ta sẽ có được bánh sơ cua dự phòng, con đội, bộ dụng cụ mở bánh xe, đầu kéo xe đều sẽ được để tập trung phía dưới đây, gọn gàng và sạch sẽ hơn trên chiếc Cross này. Đó, chúng ta có thể thấy được rất là rộng nha. Và với thao tác đóng mở cốp, ngoài chúng ta có thể dùng thao tác là chúng ta bấm nút thì xe còn có cả đá cốp nữa nha quý chị nha. Với điều kiện mà chúng ta muốn sử dụng cái đá cốp này thì chìa khóa chúng ta phải giữ trong người. Đó, chìa khóa thì em Vinh hiện tại đang đút trong túi thì nó sẽ đá cốp cách rất là dễ dàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng em Vinh di chuyển vào cái phần nội thất của chiếc Cross này. Thì Cross thì sẽ được trang bị với hai tông màu nội thất, đó là màu đen và màu nâu đỏ, để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn. Ngoài ra thì chúng ta có thể lựa chọn màu nâu đỏ nữa nha. Trên tắp bi cửa này, đó, chúng ta có thể thấy được này, được bọc da rất là chi tiết, những cái phim bấm ở trên đây, lên xuống kính bốn cửa, một chạm chống kẹt này, chỉnh kính điện, gập kính điện đầy đủ hết nha quý chị nha. Tay nắm cửa cũng sẽ được mạ bạc, rất là đẹp. Rồi, em Vinh sẽ tiến vào phía trong để tiếp tục trải nghiệm về khoang nội thất ở phía trước của cái chiếc Cross này nha. Thì như quý chị có thể quan sát được là em Vinh hiện tại đang ngồi ở vị trí người lái của chiếc Cross này. Chúng ta sẽ thấy được một cái tư thế ngồi rất là thoải mái ở trên chiếc Cross này. Ghế thì chúng ta sẽ là ghế da chỉnh điện 8 hướng ở trên chiếc Cross này nha quý chị nha. Đó. Ở ngay cái phần đầu gối trái này, chúng ta sẽ có những cái phím bấm như là điều chỉnh chiều cao đèn bằng tay này, đèn pha tích ứng thông minh AHB này, đèn sẽ được trang bị ở trên đây. Cửa gió ở trên đây chúng ta cũng sẽ được mạ bạc, những cái chi tiết rất là đẹp. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước là auto, tự động bật tắt. Gạt mưa thì cũng sẽ là gạt mưa auto. Vô lăng của chúng ta thì sẽ được bọc da mạ bạc ba chấu, nó tích hợp rất là nhiều nút bấm ở trên vô lăng. Ở phía bên đây chúng ta sẽ có tăng giảm âm lượng và đạm thoại đánh tay, điều khiển cái màn hình đa thông tin bằng phím này. Và cùng với đó là hệ thống adaptive cruise control, cảnh báo lề làn đường và cảnh báo tiền va chạm sẽ được trang bị đầy đủ trên chiếc Cross của chúng ta. Về cái màn hình phía trước mặt người lái thì chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình đa thông tin nhỏ 4.2 inch ở phía trong đây. Đây, cái màn hình nhỏ nó sẽ nằm góc bên đây nha quý chị nha, để chúng ta dễ dàng nắm bắt chiếc xe hơn. Và ở trên đây thì nó cũng sẽ cho chúng ta biết những cái thông số kỹ thuật được người lái nắm bắt một cách dễ dàng, và những hệ thống an toàn trên xe như là LDA là cảnh báo lề làn đường này, BCS là cảnh báo tiền va chạm này, BSM này, rất là đầy đủ ở trên đây nha quý chị nha. Và hai đồng hồ cơ thể hiện vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta, báo rất là chi tiết cho khách hàng. Về hệ thống giải trí thì chúng ta sẽ được trang bị 6 loa và một màn hình 9 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây nha quý chị nha. Hệ thống camera 360 độ cũng sẽ được tích hợp ở trên đây, rất là nhiều góc nhìn đó, để chúng ta dễ dàng quan sát chiếc xe của chúng ta hơn. Và khi chúng ta đánh xi nhan thì ngay lập tức cái cam cập lề ở bên đó sẽ được hiển thị tự động, thì chúng ta có thể quan sát và di chuyển chiếc xe một cách dễ dàng hơn ở trên mẫu xe Cross bản 1.8V này. Ngoài ra thì chúng ta còn hỗ trợ như là kết nối Bluetooth, USB, nghe đài FM đều sẽ được trang bị ở trong cái màn hình giải trí của chiếc Cross này nha quý chị nha. Hệ thống điều hòa thì sẽ là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đó, chúng ta có thể thao tác rất là dễ dàng với những nút bấm ở phía dưới đây, và nút để startup sẽ nằm bên đây nha. Về hộp số, chúng ta sẽ được trang bị hộp số CVT. Đó, cho chúng ta cái sự vận hành mượt mà và êm ái nhất ở trên chiếc Cross này. Về phần tắp bi này, quý chị có thể quan sát cái tắp bi làm rất là đẹp nha quý chị nha. Tắp bi bọc da rất đẹp luôn. Rồi,
bộ ghế này. Ghế của Garrot thì được đánh giá là một bộ ghế rất là thể thao, ngồi rất là ôm form, có lỗ thông khí nên ngồi sẽ rất là mát nha quý chị nha. Tổng quan phần nội thất thì những cái tính năng cơ bản em vừa đã giới thiệu đến quý chị rồi. Ngoài ra thì Garrot của chúng ta còn được trang bị thêm một tính năng nữa, đó chính là cửa sổ trời. Từ trên phiên bản 1.8V đổ đi thì chúng ta sẽ có cửa sổ trời. Mặc dù chưa phải cửa sổ trời toàn cảnh đâu, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái cửa sổ trời nhỏ ở đây để chúng ta dễ dàng quan sát và vận hành chiếc xe này hơn. Đó. Và nếu như chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta có thể đóng lại. Đó, nó sẽ giúp chúng ta đón những cái ánh sáng thiên nhiên vô trong xe. Đó. Và nếu mà chúng ta không muốn sử dụng luôn, không muốn bị nóng, bị nắng chiếu vô người thì chúng ta có thể đóng lại. Nó sẽ là một cái xe rất là bình thường giống như bao chiếc xe khác. Đó. Một cái tiện ích nhỏ nhưng mà sẽ giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm mới mẻ hơn ở trên Garrot này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng em Vinh di chuyển ra cái hàng ghế thứ hai để chúng ta tiếp tục trải nghiệm về những cái tính năng và cái sự rộng rãi thoải mái trên chiếc xe SUV của nhà Toyota này nha. Rồi, em Vinh sẽ tiến vào phía trong nha. Thì khi chúng ta bước vào ngồi ở phía trong cái chiếc Garrot phiên bản 1.8V này thì chúng ta sẽ thấy được một cái tư thế ngồi rất là thoải mái trên xe, một cái độ rộng rãi để chúng ta có thể trải nghiệm tốt ở trên chiếc xe SUV 5 chỗ này. Đó, chúng ta ngồi rất là thoải mái, vị trí ba người ngồi phía sau đều có thể nói là một cái tư thế ngồi rất là tuyệt vời. Một chuyến đi xa không phải là một điều quá là khó khăn với chiếc Garrot này. Cửa gió được trang bị phía sau hai giác sạc USB để chúng ta sử dụng các thiết bị điện ở trên xe một cách dễ dàng hơn, tựa đầu vào vị trí ngồi bệ tì tay. Và ở bên táp bi cổ thì cũng sẽ được làm rất là chi tiết với những cái vị trí được bọc da và cùng với đó là những cái khay để đi nước ở đây. Đó là về tổng quan về cái hàng ghế thứ hai. Nó mang lại chúng ta cái sự thoải mái ở trên chiếc Garrot bản 1.8V này. Và những hệ thống an toàn trên xe sẽ giúp chúng ta di chuyển chiếc xe này một cách an toàn và dễ dàng hơn ở trên mẫu xe Garrot bản 1.8V này. Ngoài hệ thống an toàn tiên tiến Toyota Citizen ra, xe còn được trang bị tới 7 túi khí. Những hệ thống an toàn như là VSC, TRC và cùng với nó là hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử và tất cả những hệ thống cơ bản chúng ta đều sẽ được trang bị ở trên chiếc Garrot bản 1.8V này. Ngoài ra thì xe còn được trang bị tới 7 túi khí giúp chúng ta yên tâm sử dụng mẫu xe này hơn. Và đặc biệt thì xe của chúng ta sẽ có khung ngầm TNGA cho chúng ta cái sự linh hoạt, tính ổn định và tầm quan sát ở trên mẫu xe Toyota Garrot. Và về phần cuối cùng đó chính là về mức giá của chiếc xe Garrot này thì cụ thể nó sẽ như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào đối với mức giá của chiếc xe Toyota Garrot phiên bản 1.8V này nha. Thì đối với mức giá do nhà máy Toyota Việt Nam công bố thì chiếc xe này sẽ có mức giá là 860 triệu đồng. Và đối với những khách hàng nào mà lựa chọn cái màu trắng ngọc trai mà đang đứng kế bên em Vinh đây thì chúng ta sẽ có mức giá cộng thêm 8 triệu vào giá xe giúp em Vinh, vào giá lăn bánh em Vinh sẽ báo nha. Nếu như ở Sài Gòn chiếc xe này chưa khấu trừ khuyến mãi thì nó chỉ còn lại là 971 triệu thôi. Đó là mức giá lăn bánh nha quý chị nha, chưa khấu trừ khuyến mãi. Thì nếu mà lấy màu trắng ngọc trai nó sẽ là 979 triệu, còn các màu khác sẽ là 971 triệu. Tại các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương hoặc là Long An sát bên đại lý của em thì mức giá lăn bánh nó sẽ là 951 triệu. Trừ chương trình khuyến mãi như em Vinh có nói ở đầu video là 40 triệu đồng thì chiếc xe này của chúng ta với mức giá lăn bánh cuối cùng tại thành phố Hồ Chí Minh nó chỉ còn lại là 931 triệu thôi nha quý vị nha. Tại các tỉnh lân cận chỉ còn lại là 911 triệu thôi. Một mức giá rất là tuyệt vời khi khách hàng mua xe tại đại lý Toyota Tân Tạo luôn. Và mức giá trên thì chưa dừng tại đó, khi mua xe tại đại lý Toyota Tân Tạo chúng ta sẽ nhận được những phần quà rất là hấp dẫn như là phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình và rất là nhiều những hậu mãi về sau về khuyến mãi bảo dưỡng và những phần quà tặng đặc biệt từ đại lý Toyota Tân Tạo dành cho những khách hàng khi mua xe trong tháng 10 và đầu tháng 11 của năm 2023 này nha. Nếu những khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Garrot phiên bản 1.8V này hay phiên bản 1.8G phiên bản Hybrid thì đừng ngần ngại gì, nhấc ngay điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 để nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất dành cho tháng 10 và tháng 11 của năm 2023 này nha. Và dành những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp, hiện tại mức lãi suất nếu như chúng ta mua xe dưới hình thức trả góp nó chỉ từ 0.62% trên một tháng thôi. Hồ sơ thủ tục thì cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đến hồ sơ chúng ta cần những giấy tờ gì, đó chứng minh thu nhập ra làm sao và cùng với đó là thời gian vay tối đa đối với hồ sơ của quý anh chị nó sẽ là bao nhiêu thì quý anh chị đừng ngần ngại gì hết, liên hệ trực tiếp vào hotline phía trên màn hình hoặc kết bạn Zalo để được em Vinh tư vấn chi tiết hơn nha. Và dành những khách hàng nào mà muốn đến trực tiếp showroom để coi xe, lái thử hay là trải nghiệm mẫu xe Toyota Garrot này thì chúng ta hãy tới tại Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 1135 quốc lộ 1A,
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe, lái thử và trải nghiệm thêm về những mẫu xe của nhà Toyota này nha. Trước khi lên, đừng quên gọi vào hotline để được gặp trực tiếp em Vinh, được tư vấn hỗ trợ về mẫu xe mà quý anh chị sẽ lựa chọn và sẽ được em Vinh tư vấn chi tiết về những phụ kiện và quà tặng khi quý anh chị mua xe tại đại lý Toyota Tân Tạo nha. Và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và muốn đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh CV Tính nha. Em xin cảm ơn.